Xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin giao dịch thị trường hàng hóa nhóm nông sản nguyên liệu công nghiệp cho phiên giao dịch ngày 28 tháng 12. Mình là Quang Linh thuộc phòng phân tích đầu tư của FTV. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối dòng co trong phiên ngày hôm qua phiên ngày 27 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Mặc dù sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá, tuy nhiên thì lực mua đang chiếm ưu thế và điều này đã hỗ trợ chỉ số MXV Index đóng cửa tăng 0,77% và đạt mức 2.450 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở duy trì ở mức trên 2.400 tỷ đồng. Giá dầu thì ít thay đổi trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Điều này phản ánh phần lớn tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư trước một loạt các tin tức cơ bản về cung cầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27, giá dầu WTI chỉ giảm nhẹ 0,04% và đạt 79,53 đô la trên một thùng. Trong khi đó giá dầu Brent tăng nhẹ 0,21% và đạt mức 84,68 đô la trên thùng. Ở bảng giá nông sản thì mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh, đấy là mặt hàng ngô bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Một số các mặt hàng khác thuộc nhóm nông sản như đậu tương cũng duy trì cái mức tăng tốt. Tuy nhiên thì sau đó đã ngay lập tức quay trở lại giảm giá. Sắc xanh đỏ thì đan xen trên bảng giá bảng giá nông sản ở nhóm nguyên liệu công nghiệp Mặt hàng dầu cọ thô là mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh với mức tăng lên đến 6,91% và đạt mức giá là 4.084 ringgit trên tấn. Mặt hàng đường thì sau một chuỗi ngày tăng giá đã bắt đầu ghi nhận một phiên giảm điểm rất mạnh với mức giảm là 3,15% và đạt mức giá 20,312 cent trên pound. Lực bán thì gia tăng do tác động từ tỷ giá đã kéo giá cà phê Arabica giảm sâu trong phiên giao dịch ngày hôm qua với mức giảm là 2,94% và giá đóng cửa kích phiên tại mức giá 166,95 cent pound. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến một số khuyến nghị và nhận định cho phiên giao dịch ngày 28 tháng 12. Đầu tiên là đến với mặt hàng đang duy trì mức tăng tốt trong cái phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ngày hôm qua, đấy là mặt hàng ngô. Đối với mặt hàng ngô này thì mình đang hiện tại thì mình đang ưu tiên canh các, các cái vị thế mua tuy nhiên thì ngày hôm nay thì giá chưa có những cái nhịp điều chỉnh rất có thể là cái vùng giá hỗ trợ sẽ nằm ở cái vùng giá sau 70 đến sau 71 tuy nhiên thì nếu như giá tiếp tục tăng từ cái giá đóng cửa phiên ngày hôm qua từ cái vùng giá sau 74 này mà tăng tiếp thì khi giá quay đầu mình sẽ không mua hiện tại thì giá ngô đang tiếp cận lại cái vùng kháng cự cũ cái vùng giá 673 đến 675 do đó thì những cái lệnh mua mà hiện tại ở giai đoạn hiện tại cũng đang khá là nguy hiểm đối với mặt hàng ngô này tại vì mình có thể ăn những cái nhịp điều chỉnh khá là sâu có thể là từ 7 cho đến 8 giá điều đấy sẽ khiến lệnh của chúng ta chạm STP trước khi giá quay trở lại quay tăng trở lại ngày hôm qua thì mặt hàng khô đậu tương sau khi mở cửa thì đã có nhịp tăng rất mạnh và có những lúc đã chạm lên cái vùng giá 460 ngay tuy nhiên ngay sau đó thì giá đã lập tức đảo chiều quay trở lại giảm quý nhà đầu tư có thể thấy hiện tại là khô đậu đang chạy trong cái vùng biên từ 446 cho đến vùng 45 455 và cái nhịp vượt này có thể là một cái nhịp fake do đó thì chúng ta có thể canh mua trở lại ở cái vùng giá 446 đến 447 với STP tuyệt đối ở cái vùng giá 444 đối với khô đậu tương và cái TP chúng ta sẽ kỳ vọng là ở cái vùng giá 454 tương ứng với cái mức lợi nhuận là từ 800 đô ở nhóm nguyên liệu công nghiệp thì mặt hàng đường đã có một cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 27 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh thì cái việc đảo chiều mạnh như thế này thì cực kỳ lớn đây là cái việc báo hiệu một cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng trong cái phiên giao dịch ngày 28 ngày hôm nay chúng ta có thể canh những cái nhịp hồi để mở bán lại đối với mặt hàng đường này cái vùng bán mà mình đang kỳ vọng đường có thể chạm đến là cái vùng 20.55 đến 20.6 tại đây chúng ta sẽ phải canh xuất hiện các cái tín hiệu để có thể bán trở lại chúng ta sẽ không đặt sẵn lệnh mà chúng ta sẽ canh các cái tín hiệu suy yếu của cái xu hướng hồi phục nếu như trong trường hợp mà thị trường xấu mà giá tiếp tục rơi thẳng xuống về dưới cái vùng giá 20 thì chúng ta sẽ không không bán nữa chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi đầu phiên để bán tiếp theo đến với mặt hàng cao kỳ hạn tháng 3 năm 2023 như mình đã nhận định là sau khi đóng cái cây nến H4 trong cái phiên giao dịch ngày 23 tháng 12 này thì đã thể hiện được cái việc đà yếu của xu hướng thực tế thì chứng minh đúng là vậy. Tại cái vùng giá này thì giá vẫn chưa ngừng tăng, tuy nhiên thì giá đã không còn tăng mạnh và gần như đang giao động trong cái vùng giá đi ngang từ vùng 26.20 đến 2660 Nhiều khả năng vùng này có thể là vùng phân phối của giá do đó thì chúng ta sẽ tiếp tục canh chờ những cái tín hiệu khi giá chạm lại cái vùng 2655 đến 2660 và có những cái phản ứng xấu thì chúng ta có thể mở lại lệnh bán đối với mặt hàng ca cao này. Trên đây thì là một số cái nhận định và khuyến nghị của mình cho cái phiên giao dịch ngày 28 tháng 12. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả và thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.